12 chòm sao đối phó với tình địch ra sao, ai cao chiêu, ai hiền lành. Trong tình yêu, ngoài cảm giác thuộc về nhau, thì không ít trường hợp sẽ phải cạnh tranh, xuất hiện đối thủ đáng gờm, đe dọa tới mối quan hệ của hai người. Vậy 12 chòm sao sẽ đối phó với tình địch ra sao nhỉ, cùng xem các chiêu của họ nhé. 1. Chòm sao Bạch Dương, trực tiếp công kích, đơn giản, trực tiếp và thẳng thắn, chính là đặc điểm nổi bật nhất của chòm sao Bạch Dương. Đối với chuyện tình cảm, họ đặc biệt nhiệt tình và cũng vô cùng cương quyết, công khai đối đầu với tình địch, không chút nề hà sợ hãi gì đâu. Ở thời điểm nhận ra mình có đối thủ cạnh tranh, thì tính hiếu thắng của Bạch Dương sẽ trỗi dậy và làm mọi cách để giành chiến thắng. Chưa bao giờ cừu trắng, e ngại đối phương mạnh hơn mà lui bước, ngược lại càng là tình địch có tính uy hiếp, thì tham vọng của chòm sao này càng lớn. Khi đối phó với tình địch, thì Dương chính là người chủ động và quyết liệt nhất, gặp ở đâu là sẵn sàng ứng chiến ở đó. 2. Chòm sao Kim Ngưu, chịu đựng bền bỉ, khác hoàn toàn với Bạch Dương, Ngưu Trăn có thái độ điềm tĩnh, ôn hòa khi đối diện với tình địch. Một mặt do họ là người kín đáo, mặt khác, cách thể hiện tình cảm của chòm sao này không quá chủ động, mà thiên về sự quan tâm thầm lặng, âm thầm trợ giúp người ấy, kiểu mưa dầm thấm lâu, cảm xúc nảy nở tự nhiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đối thủ cũng có tác động ít nhiều tới hành động của Kim Ngưu, biểu hiện bảo vệ và xác nhận chủ quyền cũng sẽ rõ ràng hơn. Chỉ là không làm ra những hành vi quá khích, ngược lại, tiếp tục từ tốn chăm lo cho người ấy, với cường độ nhiều hơn trước mà thôi. Chiến lược kiên trì bền bỉ này cũng khá hiệu quả đấy. 3. Chòm sao Song Tử, khéo ăn khéo nói, vũ khí chết người mà không ai bì được với Song Tử, chính là cái miệng ngọt ngào, nói chuyện duyên dáng hấp dẫn. Quả thực đây là chòm sao, có tài ăn nói bậc nhất vòng tròn hoàng đạo, chẳng cần động tay động chân, mà chỉ dùng 3 tấc lưỡi, cũng có thể phá tan đại quân, loại bỏ tình địch một cách hiên ngang. Đầu óc thông minh linh hoạt, thời điểm đối mặt với đối thủ, Song Tử không bao giờ tỏ ra nôn nóng, hay quá dữ dằn, chẳng tranh luận đỏ mặt tía tai, ngược lại, Song Tử nói chuyện rất dễ nghe, rất lịch thiệp. Nhưng đừng vội mừng, họ tung chiêu ly gián, nói những câu chất, khiến tình địch chạy thẳng, chẳng dám ngoái đầu lại đâu. 4. Chòm sao Cự Giải, người hai mặt, cách 12 chòm sao loại bỏ tình địch không ai giống ai, với Cự Giải hiền lành, thì chắc chắn không thể động thủ như Bạch Dương, họ lại không có tài năng ăn nói, để động khẩu như Song Tử, vậy phải làm sao đây? Cự Giải có chiêu riêng đấy, một mặt tiếp tục đối xử tốt đẹp, thể hiện phong độ trước mặt đối tượng mình thích. Mặt khác, không ngừng tấn công đối thủ, tạo ra tình huống bất lợi, để đối phương bỏ cuộc. Cự Giải hiền nhưng không ngốc, để bảo vệ tình yêu của mình, sẵn sàng làm mọi chuyện. Vì si tình, nên ra tay với tình địch không hề nhẹ nhàng đâu. Trước mặt người yêu, và trước mặt đối thủ, đúng là như hai con người khác nhau hoàn toàn ấy. 5. Chòm sao Sư Tử, khí thế bức người, muốn tranh người yêu của bá vương Sư Tử ư, nằm mơ đấy à? Sự tự tin của chòm sao này đủ để đè chết mọi ý nghĩ manh nha đấy nhé. Không ngại khiêu chiến, không sợ đối đầu trực diện, càng khó khăn càng mạnh mẽ, không chỉ là sức chiến đấu, mà khí thế của họ cũng thuộc dạng đỉnh của đỉnh. Đối diện với đối thủ, vừa cao ngạo vừa giỏi giang, lại có quyết tâm cao như thế này, bất cứ ai cũng đều phải lùi lại một bước. Nếu không lùi, sư tử sẽ ép cho phải lùi thì thôi, tính cách hiếu thắng, cùng tham vọng chiếm hữu của họ, hoàn toàn có thể thực hiện được điều này đấy. 6. Chòm sao Xử Nữ, soi mói đối phương, là người thận trọng và làm việc có kế hoạch, nên Xử Nữ không bao giờ đặt mình ở thế yếu, đặc biệt là đối với tình cảm. Từng chi tiết nhỏ đều được xem xét và đánh giá để bản thân chiếm được lợi thế. Tình địch ư, hoàn toàn không có cửa nhé. Định cạnh tranh ư, còn khuya mới thắng được. Xử Nữ áp dụng chiến lược soi mói toàn diện và dùng bình luận ác miệng để làm đối thủ nhục chí, cũng như người mình thích nhận ra điểm tốt của mình, thấy rõ điểm xấu của người kia. Có thể nói, 12 chòm sao đối phó với tình địch, không ai độc địa bằng họ đâu, đừng dại mà lao đầu vào. 7. Chòm sao Thiên Bình, khổ chuyện đùa, nổi tiếng bởi tính cách do dự, chuyện gì cũng mơ hồ, không tự quyết định được, nhưng năng lực quan sát của Thiên Bình cực kỳ mạnh đấy, không đùa được đâu. Chỉ cần theo dõi, là họ có thể đoán ra chuyện gì sẽ diễn ra, chỉ một chút biến hóa nhỏ của người bên cạnh, chòm sao này cũng nhận ra, và từ đó chủ động xuất kích, đón đầu làm chủ tình hình. Khi tình địch xuất hiện, ban đầu Bình Nhi không biết làm thế nào, tạm thời mắt nhắm mắt mở, chờ đợi để nhận thức rõ tình hình. Phát hiện ra trọng điểm, thì lập tức tung chiêu, thể hiện với người mình thích là mình đang ghen, tìm đối thủ giảng giải đạo lý, từ
tự biểu hiện tình yêu, cũng như quyết tâm trong mối quan hệ này. Đánh đúng điểm yếu, kiểu gì cũng thắng lợi. 8. Chòm sao hổ gáp, âm mưu quỷ kế, tham vọng sở hữu của chòm sao này cực kỳ mạnh, nên chỉ cần là người mà họ nhận định, thì bất cứ ai cũng đừng nghĩ tới việc cướp đi. Tâm lý trả thù, cũng như khả năng tính kế của hổ gáp, ở mức thượng thừa, làm gì cũng ra đầu ra đũa, xưa nay không có kiểu bày trò trẻ con. Một khi đã ra tay, thì đối phương chắc chắn gặp phải chuyện cực kỳ đáng nhớ. Hơn nữa cáp cáp, đối với tình cảm khá cực đoan, thích một người là trung tình tới cùng, và không cho phép người ấy phản bội mình. Có người nhăm nhe chiếm người mình yêu, thì lập tức thị uy, để người ta tự động rời đi, bày đủ loại tình huống bất lợi, từ nặng tới nhẹ, cái nào cũng hợp tình hợp lý. Đúng là thánh đặt bẫy của vòng tròn hoàng đạo. 9. Chòm sao nhân mã, trực tiếp quyết đấu. Con người nhân mã vô cùng nhiệt tình, thẳng thắn và dễ kích động, yêu ghét rõ ràng, không có tâm cơ sâu xa. Trong tất cả mọi chuyện, chòm sao này đều không muốn đấu trí, kèn cựa sau lưng, mà dùng cách sòng phẳng nhất, trực tiếp nhất. Họ không ngại cạnh tranh, gặp người mình thích thì bày tỏ, gặp tình địch thì cùng thể hiện. Nhân mã tin rằng, ái tình là cuộc chiến công bằng, bất kể đến trước hay đến sau, người được yêu sẽ chiến thắng, nên chỉ có thể hết lòng hết dạ đối tốt với người ấy. Ai cũng có quyền kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình, trong quá trình cạnh tranh, mà mình không thể làm người mình thích xung động, muốn gắn bó thì thả buông tay. Chiến đấu tới cùng rồi, không có gì để hối hận hay oán thán cả. 10. Chòm sao ma kết, ý thức trách nhiệm. Kiên trì và trách nhiệm là đặc điểm nổi bật nhất, cũng là điểm thu hút nhất ở ma kết. Không phô trương cũng không màu mè, không quá thể hiện ra bên ngoài, nhưng chòm sao này dùng sự chân thành, cùng thái độ chững chạc của mình, để làm người mình yêu yên tâm. Khi xuất hiện, người đe dọa tới mối quan hệ tình cảm, ma kết không hề có ý nghĩ tranh giành hay đấu đá, mà chỉ tập trung làm tốt phần của mình, vẫn đối xử với người thương bằng trái tim trọn vẹn nhất. Cách làm này, khiến cho cả ba người đều cảm nhận được sự tôn trọng dành cho nhau. 11. Chòm sao bảo bình, tình yêu thú vị. Cách theo đuổi độc nhất vô nhị là tuyệt chiêu của bảo bình. 12. Chòm sao dành tình yêu bằng cách nào cũng không thú vị như cách bảo bảo, khiến cả người thương lẫn tình địch phải khâm phục. Họ luôn có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo để biến mối quan hệ hai người trở nên đáng ghen tị, tình địch thấy thế đành tự động rút lui. Con người bảo bình không thích tranh giành, nhưng không có nghĩa là không giành được. Họ mỗi ngày đều tận hưởng cuộc sống, chứ không bận tâm tới kiểu giành giật tầm thường. Tình yêu là để mang lại hạnh phúc cho cả hai, chứ nào phải cuộc chiến, nên cứ làm cho người ấy thoải mái, ngọt ngào, thì chẳng cần phải giành cũng tự nhiên ở bên nhau. 12. Chòm sao song ngư, giả bộ đáng thương, ngư nhi dễ thương, ngư nhi đáng yêu, ngư nhi lo buồn và nhạy cảm, nên đừng làm ngư nhi buồn nhé. Chòm sao này rất để ý tới ánh mắt của người bên cạnh, làm chuyện gì cũng cẩn thận từng ly từng tí, không có lòng tin vào mình. Đây tuy là khuyết điểm, nhưng cũng là ưu điểm mà họ có thể khai thác để làm người mình thích cảm động. Họ rất biết tranh thủ cảm tình, lúc mới đầu khi biết có tình địch, sẽ thất kinh lo sợ, nhưng sau đó bình tĩnh lại, giả bộ đáng thương, ngụy trang mình hết sức thương tâm, và chiếu cố hơn tới người mình thích, cảm động người ta ở cả hai phương diện, khiến đối thủ chẳng có cửa nào chen vào cả.